Cô không sợ Cố Minh Sơn biết sao? Đừng lấy anh Minh Sơn ra mà dọa tôi. Cô tưởng tôi không biết sao? Anh ấy đang ở nước ngoài, không cứu cô được đâu. Vậy sao? Cho nên cô có thể cho tôi biết tại sao cô muốn hại tôi không? Chính là vì vị trí Cố phu nhân. Vậy tôi có thể ly hôn với anh ấy. Vốn dĩ chỉ là muốn quay phim cô cùng với tên côn đồ ngoại tình với nhau. Nhưng mà sau đó có người nói với tôi rằng có thể giúp tôi khiến anh Minh Sơn hồi tâm chuyển ý. Nếu như đã bắt cô đến đây rồi, để tôi khỏi phải lo hậu sự cho cô. Thôi thì cứ phóng hỏa là được. Còn tưởng cái gì? Thì ra cũng là một đứa ngu ngốc, lãng phí thời gian của tôi. Làm sao có thể? Không phải nói công dụng của thuốc này vô cùng mạnh sao? Quên nói với cô, tôi vẫn còn rất khỏe đấy. Tôi không sợ cô. Đánh cô ta cho tôi. Cô bé à, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, không tốt hơn sao? Tôi thấy cô da thịt mềm mại thế này, tôi đây chỉ cần hạ một cú có thể khiến cô khóc không thành tiếng đấy. Đừng phí lời nữa. Vậy thì nhà vô. Còn đứng đấy làm gì? Lên cho tôi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Siêu Minh ơi, Thanh Thanh à, đây không phải là người phụ nữ đã làm hỏng chuyện tốt của mình đây sao? Mới kết hôn thì đã liền cùng với người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, phu nhân Cố tổng. Chỉ có thể là tôi. Nào ngồi xuống. Em nói cho anh nghe, tức điên em rồi. Sao vậy? Ai bắt nạt sư muội Thanh Thanh của chúng ta rồi? Nói với anh sẽ đi dạy dỗ hắn ngay bây giờ. Còn không phải em đến Cố ra lấy ngọc bội sao? Em không những không lấy được ngọc bội, ngược lại còn để bản thân phải. Đúng là tiền mất tật mang mà. Nghĩa là sao? Cố Minh Sơn có ý định xấu xa với em sao? Bây giờ anh sẽ đi xử cậu ta. Được rồi, đừng gây phiền phức cho em nữa. Nhưng em phải nói rõ cho anh. Thì là kết hôn rồi. Cái gì gọi chỉ là kết hôn thôi? Em có biết là... Thôi được rồi mà. Em không có đến đây để nghe anh thuyết giáo. Bản thân em tự biết mình đang làm gì. Thanh Thanh à, em vẫn còn nhỏ lắm, kinh nghiệm xã hội lại không đủ. Em đừng có thấy Cố Minh Sơn kia, trông đẹp trai, tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc một công ty, bản thân thì đáng giá hàng nghìn tỷ. Đều là những khoản tiền không đáng kể. Nhưng em có biết là bản chất tên đó thật ra là... Em không quan tâm những chuyện đó. Không được, em phải ly hôn với tên đó. Không ly hôn. Ly hôn rồi, em làm sao tìm đồ ở nhà họ Cố đây? Không phải chỉ là tìm đồ thôi sao? Nói với anh một tiếng, anh giúp em tìm, được không? Chỉ là... Anh sao? Trên núi anh không bằng em. Nhưng dưới núi anh tốt xấu gì cũng là đại thiếu gia của nhà họ Lưu. Em đừng có mà khinh thường anh. Được rồi, chuyện của em anh đừng quan tâm nữa. Em tự có tính toán riêng. Đi đây. Này Thanh Thanh, khoan đã Thanh Thanh. Đồ đàn bà vô liêm sỉ, vậy mà còn dám quay trở lại đây xem việc tốt mà cô đã làm đi kia. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Minh Sơn, con mau ly hôn với người phụ nữ này cho mẹ. Dạ.
dòng họ cố của chúng tôi, không thể có cô con dâu lăng loàn vậy đâu. Mẹ, có thể là có hiểu lầm gì rồi. Đã chụp được cả rồi. Con xem đi, còn có gì để giải thích nữa không? Tôi ngược lại muốn xem. Tôi cùng với ai ngoại tình đây? Diệp Thanh Thanh, cô vừa vào Cố gia, liền lén lướt qua lại với những tên đàn ông khác. Tôi tức quá mà. Là anh ấy sao? Tôi không những lén lướt với anh ấy, mà còn có thể gọi anh ấy tới đây nữa. Cô to gan bằng trời rồi, dám quyến rũ người đàn ông khác, còn dám đưa về nhà nữa. Cố Minh Sơn, con xem con tìm được người vợ tốt đến nhường nào này. Những người đàn ông khác, xem ra bà hiểu rõ quá nhỉ. Chẳng lẽ là bà đây, hay cho một đứa con gái vô học. Rõ ràng là cô có tật giật mình. Cô ngoại tình trước, hôm nay nhất định phải cùng với Minh Sơn nhà chúng tôi ly hôn. Vội vàng muốn đuổi tôi đi như vậy, có lẽ nào sợ tôi phát hiện ra bí mật của bà. Cô im miệng đi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Dì ơi, mọi người làm sao vậy? Chính là người phụ nữ xấu xa lăng nhăng này, mới gả vào nhà dì được vài ngày, đã qua lại với mấy tên đàn ông ở ngoài, lôi lôi kéo kéo. Dì tức quá mà. Diệp Thanh Thanh, lần này là chị không đúng rồi. Dì ơi, đừng tức giận nữa. Tức giận hại thân thể. Thứ rẻ tiền, đồ đàn bà điên. Diệp Thanh Thanh, cô là đồ phụ nữ quê mùa, không rõ lai lịch, bám víu nhà giàu, bắt cá hai tay. Cô có tự thấy dơ hay không? Nói tiếng người được không? Cũng đúng. Có phải người hay không? Còn chưa biết mà. Diệp Thanh Thanh, cô lại đánh tôi. Anh Minh Sơn, anh xem chị ấy đi. Cắm cho anh một cái sừng, còn ngông cuồng vậy. Chỉ là một bức ảnh mà cô ở đây ăn nói lung tung, muốn được chú ý tới vậy à? Cũng phải. Khó trách Minh Sơn không thèm để ý đến cô. Cô tự lấy gương soi bản thân mình đi. Cô nói cái gì? Ra ngoài là chỉ có cái miệng biết hoạt động thôi phải không? Cái người ở trong bức ảnh là anh tôi. Cô nói nhảm gì vậy? Tôi không quan tâm cô với người đàn ông kia là có quan hệ gì. Cô kết hôn với anh Minh Sơn, động cơ chắc chắn là không trong sạch. Người phụ nữ ngu ngốc này sẽ không điều tra ra được cái gì chứ. Cô đó, cô chỉ vì muốn cưới anh Minh Sơn mà cố tình trèo lên giường của anh ấy để khiến anh ấy bị ép cưới cô có phải không? Quá lợi hại. Giải Nobel văn học sao không trao tặng cho cô nhỉ? Trốn dưới gầm giường người khác. Sở thích này của cô rất biến thái đó nha. Diệp Thanh Thanh, Minh Sơn, hôm nay con phải đuổi con nhỏ lắm lời này ra khỏi nhà ngay. Nhà họ Cố chúng ta có mẹ thì không có cô ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh có tin tôi không? Anh Minh Sơn, em đã phái người đi điều tra rồi. Thân phận của người đàn ông đó, anh nhìn đi. Thông tin cá nhân của Lưu Chí Văn. Đây không phải là thiếu gia nhà họ Lưu ở Bắc Kinh vừa về nước sao? Cô còn kết bạn được với Lưu thiếu gia cơ đấy. Bớt dùng cái chỉ số thông minh kém cỏi đó làm buồn nôn tôi đi. Giỏi lắm Diệp Thanh Thanh. Cô dám không yên phận, đứng núi này trông núi nọ, còn muốn trèo lên nhà họ Lưu. Thật không biết xấu hổ. Mẹ, sự việc chưa rõ ràng, mẹ động tay động chân cái gì? Lần này mình hy sinh quá nhiều rồi. Đợi tôi tìm thấy đồ thì những ngày tháng tốt đẹp của bà sẽ kết thúc thôi. Có người vợ như vậy, con còn bảo vệ cô ta nữa. Anh Minh Sơn, dì cũng là muốn tốt cho anh mà. Cũng do chị gái em không có mắt nhìn, cứ khăng khăng muốn đảo hôn. Nếu không thì sao đến lượt cô ta? Chuyện của nhà họ Cố tôi không phải phiền Hứa tiểu thư hao tâm tổn trí đâu. Theo mẹ thì con vốn dĩ không nên cưới người phụ nữ này. Thi Thi của chúng ta so với đứa con gái không rõ lai lịch này chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Cho dù chúng ta kết hôn theo hợp đồng, cô cũng đừng có mà quá đáng. Yên tâm đi, lát nữa anh sẽ hiểu.
có chuyện gì? Lưu sư huynh. Anh trai. Qua đây một chuyến. Anh. Cô Diệp. Vẫn còn bị chuyện sao? Đến lúc đó không làm được. Chắc sẽ rất thú vị đấy. Mất mạng đến nơi rồi. Mà cô vẫn còn cứng miệng. Làm như bà già như tôi. Bị mù rồi hay sao? Đừng vội chứ. Chờ chút nữa mời hai người xem. Một màn kịch hay. Chẳng lẽ cô bảo người tình của cô tìm đến đây, sau đó nói rằng đây chỉ là anh trai của tôi thôi sao? Diễn xuất cũng không tệ. Thưởng cho cô. Diệp Thanh Thanh, cô sỉ nhục ai đấy? Đừng lắm lời với hạng người này. Người đâu? Trói cô ta lại cho tôi. Hôm nay xem tôi xử cô thế nào. Cái loại này, tôi có thể đánh cả trăm tên. Đánh giá tôi thấp quá rồi đấy. Dọa tôi sợ rồi đấy. Tôi sợ quá. Cầu xin mấy người tha cho tôi đi mà. Bây giờ biết sợ rồi à? Tưởng tôi sẽ nói thế sao? Không đâu nhé. Dựa vào mấy người, không đánh bại tôi được đâu. Diệp Thanh Thanh, cô sắp mất mạng đến nơi rồi. Còn kiêu ngạo, anh động vào tôi thử xem. Cố Minh Sơn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đúng là không biết trời cao đất dày. Anh Minh Sơn luôn hiếu thảo với gì? Chẳng lẽ vị trí của cô trong lòng anh Minh Sơn còn cao hơn cả gì sao? Đánh cho tôi. Khoan đã. Tôi muốn xem thử. Ai dám động vào em gái tôi? Giới thiệu một chút. Anh họ tôi. Lưu Chí Văn. Anh họ sao? Không thể nào. Không phải cô chỉ là một con nhỏ mồ côi không nơi nương tựa sao? Cô điều tra tôi. Vậy thì sao? Lưu gia giàu như vậy. Nếu anh ta thực sự là anh họ của cô, làm sao có thể để cô đi lang thang khắp nơi, không đưa cô về Lưu gia chứ? E là vừa mới thông đồng với nhau chứ gì. Không đánh răng khi ra khỏi nhà. Miệng hôi thế. Lưu thiếu gia, đây không phải là Lưu gia của cậu. Đừng quá ngạo mạn chứ. Ngạo mạn thì sao? Hôm nay tôi đến để tặng cho em gái tôi quà tân hôn. Đừng bắt tôi dạy mấy người cách làm người. Đây là dự án 1 tỷ mà tập đoàn Lưu thị chúng tôi sẵn sàng hợp tác với mấy người. Bà nói xem, tôi có quyền được ngạo mạn hay không? Có chứ. Lưu thiếu gia, đích thị là Lưu thiếu gia, mời ngồi bên này. Ngồi thì không cần. Nhưng nghe nói em gái tôi ở nhà cố ra đây, thấy không được thoải mái lắm. Làm gì có chuyện đó. Thanh Thanh, phải không? Đồ hèn hạ. Thật sự nghĩ rằng có chỗ dựa thì tôi không có cách trị cô sao? Chống lại bà đây sẽ không tốt cho cô đâu. Sau này, nói không chừng cô ở trên đầu bà già này mà tè bậy. Mẹ chồng nói rất đúng. Hại người kia. Diệp Thanh Thanh, cô đang làm gì vậy? Mẹ, không sao chứ? Người đâu? Không phải tôi. Bà ta tự biên tự diễn. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Tránh ra. Để tôi sẽ làm cho anh tin. Đừng chạm vào tôi. Gì à? Cô đừng chạm vào, tôi chịu được. Cô đừng chạm vào tôi, túi máu rớt ra rồi kìa. Được lắm bà cố. Giải Oscar không có bà. Thật là phí. Tôi đau đầu quá. Diễn tốt lắm. Anh Minh Sơn, đừng tin cô ta, đồ cặn bã. Đau quá. Đau. Diệp Thanh Thanh, cô quá đáng lắm rồi đó. Ôi, chóng mặt quá. Suýt chút nữa thì bị đánh trúng rồi. Mấy người đúng là hiếp người quá đáng. Chúng ta cứ chờ xem. Đứng lại đó cho tôi. Sao đấy? Còn muốn Thanh Thanh của chúng tôi tiếp tục ở nhà anh để bị bắt nạt à? Diệp Thanh Thanh là phu nhân của tôi,
tôi tất nhiên sẽ không để cô ấy phải chịu ở mức. Nếu chuyện đã như thế, thì phải làm rõ. Người ngoài có thể đi rồi. Phải đó. Cô cũng đi đi. Cố ra tôi không hoan nghênh cô. Người đâu? Tiễn khách. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Đi hết rồi. Đừng giả vờ nữa. Bổn công chúa đây, cần nụ hôn của hoàng tử mới tỉnh dậy được. Nụ hôn của hoàng tử sao? Được thôi. Cái quái gì thế? Nụ hôn của hoàng tử siêu nhân. Cô thấy thế nào? Anh. Đây là bản giới hạn đấy. Lời cho cô rồi. Cũng được. Nhóc con. Vẫn không hạ được anh rồi. Tôi nói rồi. Trên đời này cửa có thể ngăn cản được. Diệp Thanh Thanh tôi. Còn chưa được phát minh đâu. Thanh âm sao trời. Đế vương lục. Giọt lệ thần. Thật là nhiều bảo vật. Gỗ cẩm lai. Chỉ riêng cái hộp thôi cũng có giá trị rồi. Để mình xem nào. Bên trong có chứa bảo vật gì đây? Cái gì? Khoan đã. Diệp Quốc Thành. Đây không phải là tên của ông nội mình sao? Lão Cố, Trần Quốc An. Chuyện kho báu bí mật là bí mật giữa hai nhà chúng ta, liên quan mật thiết đến sự ra đi của con trai và con dâu tôi. E là nó cũng liên quan đến. Bây giờ là thời điểm quan trọng. Tôi chỉ tin mỗi mình ông. Sau khi đưa Thanh Thanh đi, tôi phát hiện ra vấn đề này có liên quan đến một tổ chức tên là Hoa Bỉ Ngạn, nhưng không cẩn thận làm rút dây động rừng, sợ là sắp có nguy hiểm. Thì ra là vậy. Ba. Mẹ. Ông nội. Hoa Bỉ Ngạn. Các người nợ máu. Phải trả bằng máu. Ai đó? Ai ở trong đó? Ra đây cho tôi. Mẹ. Hả? Minh Sơn. Mẹ tìm gì thế? Mẹ nghe thấy có tiếng động. Mẹ tưởng có chuột. Chuột. Thôi mẹ đừng tìm nữa. Ngày mai con kêu người lên xem cho. Thôi, không sao đâu. Để mẹ tìm thử. Lỡ như có đồ dơ bẩn vào. Mẹ, con tìm mẹ có việc. Muộn thế này rồi. Chuyện gì chứ? Là chuyện sáng nay liên quan đến ông nội. Còn một di chúc khác, không thể nào. Ý mẹ nói là di chúc của ông nội không phải đã công bố rồi sao? Sao còn một di chúc khác chứ? Chuyện này nói ra có liên quan đến Thanh Thanh. Vừa hay lát con gọi em ấy xuống, chúng ta sẽ nói chuyện. Người phụ nữ đó, mẹ với cô ta có gì để nói chứ? Nhắc đến cô ta là mẹ bực mình. Theo mẹ thấy, chỉ là ít tiếp xúc với con gái quá
nên mới. Mẹ à, cuộc hôn nhân của con tự quyết định. Mẹ đừng quan tâm nữa. Mẹ không quan tâm. Mẹ là ai? Mẹ là mẹ của con. Mẹ, bây giờ con không muốn nói chuyện này nữa. Chúng ta mau chóng xuống phòng khách đi. Cố Minh Sơn đến thật đúng lúc. Nơi này không nên ở lại lâu. Mau đi thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Quá kỹ như vậy. Bên trong chắc chắn có bảo vật. Quá kỹ như vậy. Bên trong chắc chắn có cái gì đó. Để mình đoán xem, bà ta sẽ để thứ gì trong đây nhỉ? Không lẽ là để thư tình với người tình của bà ta trong đây? Tiếp theo đây là lúc thể hiện kỹ thuật vi diệu của mình. Được. Hãy chờ đó. Đợi tôi tắm xong, tôi sẽ xử lý tiếp. Diệp Thanh Thanh, đã ngủ chưa? Diệp Thanh Thanh, người đâu rồi? Vừa nghe thấy tiếng đây mà. Tại sao ông nội lại có dính líu đến Cố gia chứ? Rồi còn cái tổ chức Hoa Bỉ Ngạn đó nữa. Chuyện gì thế này? Còn có bảo vật bí mật nữa. Phiền quá đi mất. Toang rồi. Quên là phải nhẹ tay. Chắc là không ai nghe thấy đâu. Diệp Thanh Thanh, có một số chuyện cần nói. Xin lỗi mà, tôi không cố ý. Dù anh không cố ý hay là cố ý thì cũng mau biến đi. Cố Minh Sơn, Diệp Thanh Thanh, cô làm như vậy cũng ác quá đó. Thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Ai bảo anh nhìn trộm tôi tắm? Anh Minh Sơn, sao trên mặt anh lại có dấu giày vậy? Có phải cô làm không? Sao cô lại ở đây? Tôi nhớ đây là Cố gia của tôi mà, đâu phải Hứa gia của cô. Con nói trước đi, dấu giày cỡ 40 đó là sao hả? Mẹ, hôm nay lúc con ra ngoài, không cẩn thận để rơi giày của Thanh Thanh trúng mặt. Dì ơi, sao dì biết đó là dấu giày cỡ 40? Nói thừa, mặt của Minh Sơn cỡ nào dì còn không biết sao? Sao cô vẫn còn ở đây? Con thật sự có vợ xong quên mẹ rồi à? Mẹ vẫn còn ở đây. Mẹ muốn ai ở lại? Bộ mẹ không được quyết định sao? Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thanh Thanh là vợ của Cố Minh Sơn con. Ai không tôn trọng em ấy thì con sẽ không để mặt người đó đâu. Anh Minh Sơn, anh đừng để bị con hồ ly này mê hoặc. Cô ta chỉ là một đứa quê mùa. Cho dù con cưới nó đi nữa, con cũng không cần phải giữ thể diện cho nó như vậy. Phu nhân, như nào thì gọi là giữ thể diện? Tụi con rõ ràng là phu sướng phụ tùy mà. Cô, được rồi mẹ. Thanh Thanh bây giờ đã là vợ con, mẹ cũng nên tôn trọng em ấy đi. Dì à,
dì xem con nhỏ đó kia. Yên tâm đi, con nhỏ đó không hạ hê được lâu đâu. Phu nhân Cố gia, vị trí này chỉ có thể là của cháu. Có thật không? Cháu biết ngay gì tốt nhất mà. Trợ lý Lưu, Cố tổng, luật sư Trần Tam, người phụ trách di chúc của ông nội anh, mất tích rồi. Mất tích sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Luật sư Trần Tam đã mấy ngày rồi không đi làm. Chúng tôi cũng không liên lạc được với anh ta. Hiện tại công ty luật đã báo công an rồi, trước mắt vẫn chưa có thông tin gì. Luật sư Trần Tam lại mất tích vô cớ. Có vẻ như có người không muốn anh có được Cố thị. Ý của cô là sao? Anh nghĩ kỹ đi. Còn có ai không muốn anh có được Cố thị? Thì ra là vậy. Mình cứ nghĩ là phức tạp lắm. Tuyệt vời. Đây là không hay rồi, trong này có độc. Nhất định phải trụ được, nhưng vẫn không trụ được. Diệp Thanh Thanh, mấy câu cô nói hồi sáng. Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh à, cô bị sao vậy? Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh này, Diệp Thanh Thanh, cô bị sao thế? Tôi nóng quá, tôi thấy khó chịu, tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô. Cô làm gì vậy? Này hở cho anh rồi. Đây chính là gốc mỏ cỏ sơi. Thôi xong, xong rồi, tiêu đời. Chẳng lẽ mình đã ngủ với trai nhà lành sao? Trai nhà lành cái gì chứ? Tôi là chồng hợp pháp của cô mà. Đúng rồi. Dọa tôi một phen, tôi còn tưởng mình sắp phải đi tù rồi chứ. Cô có thể nói gì xuôi tai hơn được không? Với lại, một người phụ nữ như cô, sao lực đánh lại mạnh như vậy? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Không hiểu sao? Thiên hổ tán sao? Bà ta làm gì với thứ này? Anh ơi, anh điều tra giúp em. Tổ chức có biểu tượng là Hoa Bỉ Ngạn đi, và cả mẹ của Cố Minh Sơn nữa. Em thấy bà ta có gì đó không ổn. Không thành vấn đề. Đúng rồi, tối hôm qua anh gọi sao em không nghe máy? Đừng nói nhảm nữa, mau điều tra đi. Mẹ, mẹ đang ăn sáng à? Sinh ra có hai con mắt, chỉ để trương không biết nhìn sao? Mẹ, hôm qua là con không tốt. Mẹ là người lớn sẽ không so đo nhỉ? Bỏ trò đó đi, toàn giả bộ thân thiện để mưu đồ xấu xa. Mẹ, sao mẹ có thể nói con như vậy?
Nào, mang giúp tôi món canh tôi làm ra đây đi. Mẹ, mẹ nếm thử món canh con mới làm cho mẹ đi. Nè mẹ, nóng quá. Diệp Thanh Thanh, cô cố ý đúng không? Tôi biết ngay là cô không có ý tốt gì mà. Cố Minh Sơn, con đã thấy mình cưới được cô vợ tốt lành ra sao rồi chứ? Con xin lỗi, xin lỗi mẹ nha. Con thật sự không cố ý đâu. Nhưng mà nó nóng quá à. Mẹ à, Thanh Thanh cũng không có cố ý mà. Được, được rồi, vợ chồng mấy người yêu thương nhau, tôi vậy mà lại trở thành người ngoài rồi. Anh xem đi, tay của em bị nóng đỏ luôn rồi này. Vậy thì em có muốn trưởng đá một chút không? Không cần đâu, đều trách tại em, quá vô dụng rồi. Dừng lại, sau này em không cần phải làm việc nhà nữa. Chẳng lẽ cái sức lực lớn ngày hôm qua thật sự là ảo giác của mình sao? Con, cô, mẹ, Diệp Thanh Thanh, cô lại có mục đích gì đây? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bà ta thật sự chỉ là một người bình thường thôi sao? Em đoán xem, anh điều tra được cái gì nào? Có việc gì thì mau nói, không có thì cút. Anh có một phát hiện quan trọng, em không muốn nghe à? Phim được dịch Thuyết Minh. Mới sáng sớm, em đã phải diễn một vở kịch rồi, mệt muốn xỉu đây. Nói mau đi, không thì em cúp máy nhé. Đừng mà, anh nói mà, đúng là càng lớn càng bớt đáng yêu lại mà. Anh nói gì cơ? Không có gì. Thanh Thanh à, anh điều tra ra, cái tổ chức hoa bị ngạn kia, trên người của bọn họ đều sang một hình hoa bị ngạn ở đâu đó trên cơ thể của mình. Đây đúng là một phát hiện lớn đó. Vậy em còn không mau cảm ơn sư huynh đi. Alo, alo, Diệp Thanh Thanh, em được lắm. Lúc cần đến anh thì liền gọi, còn lúc không cần thì bỏ đi một cách vô tình. Chị Thanh Thanh, chị Thanh Thanh à, hôm qua đều là do em không tốt. Em chỉ là quá thích anh Minh Sơn nên mới không thể kiềm chế bản thân. Giờ thì em đã nghĩ thông suốt rồi, trước đây đều là em quá tùy hứng rồi. Cô nói xong rồi chứ? Xong rồi thì tôi đi nhé. Diệp Thanh Thanh, cô quá đáng rồi đó. Thì cũng đã xin lỗi cô rồi. Cô còn muốn gì nữa? Gì à? Không sao đâu ạ. Chị Thanh Thanh ơi, em có một cái mặt dây chuyền bản giới hạn bị rơi vào ống cống trong phòng tắm rồi. Nếu như chị có thể giúp em tìm thấy nó thì em sẽ mua một cái giống hệt để tặng cho chị, có được không? Tôi không nhặt đâu. Đó là chiếc vòng xa xỉ bậc nhất thế giới của nhãn hiệu Nasser. Chị giá 100 triệu đó sao? 100 triệu sao? Được, tôi sẽ đi nhặt nó. Cô làm rơi xuống ống nào vậy? Hình như là ở đây này. Thì ra muốn dùng chiêu này để chơi xỏ tôi sao? Cho cô cướp anh Minh Sơn với tôi này. Cô lên đường cho tôi. Đấu với tôi sao? Chơi cho cô toi đời luôn. Dì à, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Yên tâm, dì sẽ cử người đến dọn xác, khiến cô ta biến mất một cách lặng lẽ. Từ nay trên đời này sẽ không còn Diệp Thanh Thanh nữa. Dì à, váy của dì bị ướt hết rồi. Đều tại cái con thúi này hết. Chuyện nhỏ thôi, không sao cả. Dì đi thay đồ. Dì ơi, hôm nay cháu vừa hay đã tiêu 10 triệu để mua về một chiếc váy. Hay là dì đi thử xem nhé. Thật sao? Cháu có khi nào lừa dì đâu chứ. Được, đi thôi. Đúng là trời cũng giúp mình mà. Bọn họ vậy mà lại dám làm thế với em sao? Thật không biết sợ là gì mà. Thế này đi, đi về với anh, chúng ta không điều tra nữa có được không? Bây giờ mà em về, vậy sự thiệt thòi em phải chịu trước đây không phải là vô ích rồi sao? Đừng lo nữa mà. Người có thể lấy mạng Diệp Thanh Thanh còn chưa sinh ra đâu. Nếu như sư phụ biết, chắc chắn sẽ trách anh không chăm sóc tốt cho em. Thì anh đừng nói cho ông ấy biết là được rồi. Anh chỉ cần nói mọi chuyện đều thuận lợi. Được rồi.
Điều mà em muốn anh điều tra, vừa hay có kết quả rồi. Sự ra đi của Cố Hoài An cũng có liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn. Mẹ Cố cũng là người của Hoa Bỉ Ngạn. Chuyện này đúng là người đàn bà này đúng là độc ác quá mà. Cố Hoài An là ba chồng của bà ta đó. Trước đây tôi nghe nói Cố Hoài An còn có một bộ sưu tập tư nhân, phải đợi đến khi vợ của Cố Minh Sơn mang thai mới có thể đưa cho anh ta. Tôi nghĩ món đồ mà chúng ta và Hoa Bỉ Ngạn đang tìm kiếm chắc chắn đang ở trong đó. Vậy chuyện này không biết sẽ phải đợi đến khi nào nữa. Người ẩn sĩ tự có kế sách hay. Anh đừng quan tâm, tiếp tục điều tra người đàn bà đó đi. Được rồi, thật chẳng biết nói gì với em nữa. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Mụ già kia, tiếp chiêu đi. Diệp Thanh Thanh tôi không phải dạng vừa đâu. Đi lấy đĩa trái cây, cắt và đem đến phòng tôi. Làm theo kế hoạch. Nguyên nhân sự ra đi của người lãnh đạo mới của Cố thị, Cố Hoài An, vẫn còn là nghi vấn. Nghi vấn Cố Hoài An mất mạng vì trúng độc. Mẹ của tổng giám đốc Cố thị hiện tại, để giành lấy vị trí này cho con mình, đã thuê sát thủ từ tổ chức Hoa Bỉ Ngạn bí ẩn, hoặc có thể là người đứng sau tất cả. So sánh ba cái chất độc không màu không mùi không vị, nó lại xếp hạng nhất. Cố tổng là không ổn rồi. Tin tức về tập đoàn Cố thị được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng, có rất nhiều người ở cổng chờ phỏng vấn anh đó. Alo thưa ba, tin tức tìm kiếm ba đã thấy rồi. Con bảo bộ phận truyền thông không cần đưa ra một phản hồi tích cực. Những tin đồn lan truyền bên ngoài đều là thật sao? Đợi ba quay về rồi nói sau. Gọi người của bộ phận quan hệ công chúng đến họp. Bà chủ, lão gia bảo bà vào thư phòng nói chuyện. Biết rồi. Dọn dẹp chỗ này đi. Dạ vâng. Ông cũng thật là, nói bao nhiêu lần rồi, tối quá, không tốt cho mắt. Chúng ta đã kết hôn được 25 năm rồi. Đúng vậy, Minh Sơn cũng đã lớn như vậy rồi. Vậy thì bà cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Tất nhiên rồi. Thủ lĩnh, còn nhớ nhiệm vụ của mình không? Tôi ở Cố gia bao nhiêu năm qua, nhìn thấy bảo vật nhiều vô số kể, nhưng chưa từng thấy món đồ đó. Có khi nào là không ở Cố gia không? Quả nhiên, Cố Hoài An là tên cáo già. Chuyện tin tức là sao? Sợ gì chứ, cũng đâu có bằng chứng. Bà là người hạ độc. Cũng đúng. Nhưng bây giờ có rồi. Tôi đã ghi lại toàn bộ. Diệp Thanh Thanh, hóa ra là cô đang giở trò. Nhỏ tiếng lại, không làm chuyện xấu. Sợ gì mà gõ cửa. Nếu đã đến đây rồi thì đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Hoa Bỉ Ngạn đúng không? Các người muốn bị đánh một nửa mới đầu hàng, hay là đầu hàng ngay, thoát khỏi nỗi đau thể xác? Mẹ ơi, tôi chọn thủ lĩnh. Nếu như mọi chuyện đã bị lộ cả rồi, vậy thì giải quyết cả đi. Ý em là sao? Mẹ không cẩn thận nhìn thấy Diệp Thanh Thanh và cái tên áo đỏ này liên lạc với nhau, nên đã bị bọn họ bắt cóc đến đây. Cô ta còn muốn diệt khẩu. Minh Sơn, con đừng có hồ đồ nữa. Tôi bắt cóc bà. Nực cười. Muốn đối phó với bà, tôi cua tay thôi cũng được. Sao phải làm lớn chuyện chứ? Muốn biết ai là người của Hoa Bỉ Ngạn, chỉ cần xem hình xăm trên người là biết thôi.
trên người tôi có hay không? Anh không biết sao? Đừng nghe người phụ nữ này ngụy biện. Người đâu? Bắt lấy cô ta đi. Dừng tay. Tôi đã nói với bà từ lâu rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt cho Minh Sơn, mãi mãi là phu nhân của tôi. Nhưng bà, tại sao lại làm những chuyện dư thừa này chứ? Là cố phu nhân thì đã làm sao? Cũng chẳng phải giống quá phụ sao? Tôi lấy ông bao nhiêu năm rồi, cực khổ nuôi lớn con trai của cô ta. Nhưng còn ông thì sao? Trong lòng của ông chưa bao giờ có tôi. Tôi chỉ là một trò cười. Mẹ, ý của mẹ là sao? Con nghe không hiểu gì cả. Con không phải con ruột của mẹ. Sao có thể như vậy? Mẹ chỉ là kẻ thay thế cho người phụ nữ kia. Ba của con từng giây từng phút đều nghĩ về người phụ nữ đó. Cái gì người phụ nữ đó? Cô ấy là chị gái của bà. Chỉ là một người yếu mạnh thôi. Bà, chỉ trách tôi đã nhìn nhầm. Tổ chức Hoa Bỉ Ngạn bí ẩn cũng chỉ có thế mà thôi. Chỉ là một cô gái mà đã đánh bại tất cả các người. Sở dĩ Hoa Bỉ Ngạn bí ẩn, bởi vì thủ lĩnh của nó chưa bao giờ xuất hiện. Thành thật mà nói, bà gọi tôi thủ lĩnh nghe cũng thích lắm. Cậu dám lừa tôi. Bà chẳng qua chỉ là thành viên ngoại vi thôi mà. Mẹ, cô Diệp, chúng ta còn gặp nhau dài dài. Bay lên đi. Cô gái này rốt cuộc có mục đích gì? Tất cả đều có tính toán trước, hay chỉ là trùng hợp? Alo, cố tổng, luật sư mất tích lần trước đã được tìm thấy, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện, phái người canh chừng. Tôi sẽ đến đó ngay. Cố tổng, thế nào rồi? Người bắt cóc cậu là ai? Tôi không biết. Cả quá trình đều bị bịt mắt. Vì là làm luật sư, ngành nghề này, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý trước. Cố tổng, lần này anh đến là như vậy. Tôi muốn biết cụ thể hiểu rõ hơn liên quan đến nội dung di chúc của ông nội. Theo như tôi biết, có thể sẽ là thế này. Ban đầu là... Em đã quyết định xong chưa? Tất nhiên rồi. Đây là tài liệu em muốn. Đây là bản sao của tài liệu. Phim được dịch, đảm bảo họ không nhìn ra được bất kỳ vấn đề gì. Em chắc chắn làm thế này. Thật sự không có vấn đề gì sao? Yên tâm đi. Nếu không phải tổ chức đó ép quá mức, em cũng không muốn làm thế. Bên phía anh xong việc rồi. Bây giờ hãy xem diễn xuất của em đi. Kết quả siêu âm. Alo, có phải lần đó không? Anh thấy sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm bằng cách nào đây? Tài khoản đã nhận 10 triệu tệ. Chúng ta cũng không cần đến mức như vậy chứ, anh biết mà. Thứ tôi muốn luôn luôn chỉ có một. Tôi sẽ để luật sư liên hệ với cô. Có đạo lý. Cúp máy nhé. Trước đây thì không tính. Bây giờ cô có thai, cần phải chú ý nhiều hơn. Đừng có luôn. Diệp, Thanh, Thanh. Văn phòng luật sư. Đây là kết quả kiểm tra. Tôi đến để lấy những thứ có trong di chúc của lão gia. Cố tổng không đến cùng cô sao? Anh ấy à? Anh cũng biết đó, anh ấy rất bận. Những việc nhỏ như vậy, tôi tự làm là được rồi. Được thôi, cố phu nhân, cô đi theo tôi. Diệp Thanh Thanh và luật sư đã xuất phát rồi.
Mời cố phu nhân. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đến tay mình. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Xem ra lần trước tôi dạy dỗ mấy người vẫn chưa đủ. Mấy người đồ bị ổi. Cái này gọi là mưu kế của người thông minh. Cậu tôi đợi chắc rồi. Đi gặp Diêm Vương rồi nói. Cô, sao cô vẫn còn chiêu này? Tôi đoán phim được dịch thuyết minh và trên con dao của cậu có độc. Tôi khuyên cậu nên đi giải độc liền đi. Nếu không thì không qua được đêm nay đâu. Sao cô biết nó có độc? Lúc chị đây biết chơi đồ, cậu vẫn còn chơi bùn đó. Trả ngọc bội đây. Muốn lấy ngọc bội sao? Mơ đi. Cậu đúng là chán sống rồi. Dám cướp đồ từ tay tôi. Lấy mạng tôi đi. Lấy mạng tôi, toàn bộ người của Hoa Bỉ Ngạn sẽ không tha cho cô đâu. Chỉ là Hoa Bỉ Ngạn cũng muốn đối phó với tôi sao? Xem ra lão đại của các cậu thích chơi trò trốn tìm lắm nhỉ. Hắn giống như một con rùa rụt cổ vậy. Cô, cô đã làm gì? Thấy cậu có vẻ cứng đầu lắm. Giữ cái mạng của cậu lại, để sau này tôi còn dùng tới. Cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, cậu làm việc cho tôi. Nếu không thì chất độc trong người cậu sẽ phát huy tác dụng đấy. Sẽ khiến cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Không thể nào. Không thể sao? Bây giờ đã biết được sự lợi hại rồi phải không? Thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi xong việc, tôi sẽ trả lại tự do cho cậu. Nhưng người nhà tôi đều bị họ khống chế rồi. Cứ tin chị, chỉ cần cậu có thể làm việc cho tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không có nỗi lo gì cả. Là cô nói đó. Chỉ cần tôi làm việc cho cô sẽ bảo kê tôi. Tất nhiên rồi, cậu trở về Hoa Bỉ Ngạn làm tai mắt cho tôi. Nếu không, cô yên tâm. Chỉ là Cố Minh Sơn anh ta. Cố Minh Sơn bị làm sao? Chắc là bây giờ anh ta đã bị bắt rồi. Dám bắt người đàn ông của tôi, bọn chúng tới số rồi. Các người đã làm gì anh ấy? Tự mình đến đây luôn sao? Cũng vừa đúng lúc. Chúng tôi đi tìm cô đó. Diệp Thanh Thanh, mau giao ra đây nửa còn lại của ngọc bội, đừng để chúng tôi phải ra tay. Bọn họ quả nhiên nghĩ đến việc lợi dụng ngọc bội để có được báu vật. Nửa còn lại của ngọc bội? Ngọc bội không phải bị các người cướp mất rồi sao? Cô nói xạo. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Hôm nay nếu cô không giao ngọc bội ra đây, cô và Cố Minh Sơn đừng nghĩ đến việc được rời khỏi đây. Hôm nay tôi không chỉ đưa người đàn ông của tôi ra khỏi đây, mà còn cho các người biết tôi lợi hại như nào. Mẹ nó, con nhỏ này lại xem thường chúng ta. Anh em đâu, lên cho tôi. Cố Minh Sơn, Minh Sơn à, anh tỉnh dậy đi, còn đi nổi không? Đi thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Mau đuổi theo, tuyệt đối không được để họ chạy mất. Hôm nay không lấy được hai mảnh ngọc bội đem về đây, tất cả đều sẽ mất mạng. Chắc là đã chạy bên này. Cắt đuôi được bọn họ rồi. Anh bị sao vậy? Sao lại để cho bọn họ bắt được anh thế? Nếu họ không nói em đang gặp nguy hiểm, thì làm sao anh lại mất cảnh giác được? Cô lại dám một mình xông vào đó? Thật sự coi mình là nữ hiệp sao?
Nữ hiệp có là gì chứ? Nếu để anh biết danh tính thật sự của tôi, anh sẽ sợ lắm đấy. Cô nói gì cơ? Tôi nói tôi có kế hoạch dự phòng thì sao? Quả nhiên là hoa bỉ ngạn. Muốn có được ngọc bội của tôi. Ngọc bội sao? Không có, không có gì hết. Có ma kìa. Ma mà cô nói đây sao? Làm tôi hết hồn. Diệp Thanh Thanh, không phải cô muốn nhân cơ hội đụng chạm vào người tôi chứ? Tôi còn phải nhân cơ hội sao? Anh là chồng tôi. Tôi muốn làm gì mà không được? Nhìn trời cũng không còn sớm nữa, mau về thôi, chứ nếu đợi trời tối rồi khó đi lắm. Cẩn thận chút. Tôi đây là cho anh cơ hội, để anh cõng tôi đấy. Cố Minh Sơn, chắc là anh, không phải vì tôi mới bị bọn họ bắt đi đó chứ. Thì sao hả? Anh thích tôi à? Thì ra anh đã có suy nghĩ này. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cô với bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Bọn họ là kẻ thù. Sao vậy? Sợ à? Nếu như anh sợ thì đợi hôn ước hết hạn, chúng ta tự động ly hôn. Không. Sao vậy? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô và cả đứa bé nữa. Mém tí thì mình quên mất chuyện đứa bé. Cũng không thể lừa mãi được. Mặc dù đứa bé là của anh, nhưng nếu sau này anh có người yêu, tôi sẽ tự động rút lui. Cô nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc cô với Lưu Chí Văn là gì của nhau? Anh ghen à? Ai ghen chứ? Bây giờ an toàn rồi, về nhà thôi. Cô bị trật khớp rồi, cần phải xử lý chút. Xử lý như thế nào? Chịu đau được không? Được. Cố Minh Sơn, anh muốn hại người à? Giờ cảm thấy thế nào? Bình thường rồi. Anh cũng phải thật. Vẫn còn nhiều điều em chưa biết đó. Vậy giờ em sẽ trả lời câu hỏi vừa nãy của anh. Em và Lưu Chí Văn chính là anh em họ. Đúng vậy, em nghĩ anh sẽ tin sao? Anh ta đối với em rõ ràng rất khác thường. Em không hiểu ý của anh. Ý anh là em ăn trong bát lại trông trong nồi sao? Anh nghĩ em ngoại tình à? Không phải, anh. Nếu anh đã không tin em thì không nên hỏi. Diệp Thanh Thanh, anh không quan tâm rốt cuộc em là ai, cũng không quan tâm trước đây em đến bên anh rốt cuộc là có mục đích gì. Nhưng mà bây giờ anh sẽ không để em đi. Buông tay. Anh không. Cố Minh Sơn. Diệp Thanh Thanh, em vẫn không hiểu tấm lòng của anh sao? Anh đây là đang tỏ tình à? Đúng vậy. Cho nên câu trả lời của em là gì? Anh thả ra trước đã. Em sẽ không muốn bỏ chạy, sau đó thì rời xa anh mãi mãi chứ. Chạy đi đâu đây? Đứa nhỏ đồng ý sao? Cho nên em đã đồng ý rồi sao? Xem biểu hiện của anh đã. Vậy thì em cũng đồng ý phim giả tình thật. Đến lúc hủy bỏ hợp đồng hôn nhân rồi. Đã nói là sẽ xem xét kỹ càng trước đã mà. Đừng có vội. Nhưng mà mình căn bản là không có con. Phải làm sao bây giờ? Cái đó, một lời nói dối thiện ý, thì anh cảm thấy có được xem là nói dối không? Có chứ. Thôi bỏ đi, không thể ngả bài. Sau này tìm cơ hội giả vờ sảy thai vậy. Sao vậy? Không sao cả. Chúng ta mau chóng đi đi. Được. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Châu Á. Hành xác cả ngày rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi. Lưng của anh bị thương rồi, để em giúp anh thoa thuốc. Không sao cả. Anh. Được. Nhìn kia, coi bộ đã khiến bé Sơn nhà chúng ta đau rồi.
Không đâu. Miệng đàn ông chỉ biết lừa người. Sao vậy? Cái ánh mắt đó là có ý gì đây? Từ từ đi. Cái người này, kỹ thuật hôn cũng được đó chứ? Anh đừng có quậy nữa. Vết thương đang chảy máu đó. Đợi đến khi vết thương khỏi rồi, tính sau nhé. Ngoan ngoãn chút đi. Đừng nghĩ đến việc động tay động chân. Sợ là vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến. Biết rồi mà. Vợ ơi, thực ra mọi chuyện của em anh đều biết cả rồi. Sao cơ? Bao gồm cả miếng ngọc bội mà em muốn. Sao mà anh ấy biết được? Không thể nào, anh ấy đang lừa mình. Anh đang nói gì vậy? Ngọc bội gì cơ? Hoa Bỉ Ngạn muốn có ngọc bội này là vì báu vật. Vậy em muốn có được miếng ngọc bội này vì cái gì? Anh điều tra em sao? Không. Là em tự mình nói cho anh biết. Biết rồi. Giao cho em đi. Em nhất định sẽ tìm được nửa miếng ngọc bội còn lại. Tìm ra manh mối người đã hãm hại ba mẹ em. Vậy nên em định giấu anh đến khi nào đây? Anh có muốn biết danh tính thực sự của em không? Em muốn nói thì anh sẽ nghe. Không muốn thì anh cũng không miễn cưỡng. Cố Minh Sơn, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Được. Nhưng em nhất định sẽ nói cho anh biết. Anh có tin em không? Em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ bọn người đó, mới có thể đối diện với anh bằng thân phận thực sự của mình. Vậy anh đi trước nhé. Em nghỉ ngơi sớm đi. Được. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Alo anh họ, có chuyện gì vậy? Em cần anh giúp em một việc. Đang định đi đâu đấy? Không phải anh có mắt thần đó chứ? Em ra ngoài vận động chân tay một chút. Anh xem, chân của em đã khỏi hoàn toàn rồi, cũng không còn sưng nữa. Anh hãy cho em ra ngoài hít thở không khí chút đi. Không được, đám người ngoài kia vẫn đang tìm em khắp nơi. Anh không cho em ra ngoài thì sao em đối phó với đám người đó được chứ? Yên tâm đi, có người bảo vệ em mà. Ai? Tất nhiên là tôi rồi. Ai cho anh vào đây? Còn có thể là ai nữa? Em ấy đó. Anh họ em, anh còn không yên tâm sao? Không được. Có gì mà không được chứ? Chẳng lẽ người bị thương như cậu còn có thể bảo vệ Thanh Thanh nhà chúng tôi sao? Thanh Thanh nhà chúng tôi. Lưu Chí Văn, tôi khuyên anh nên làm rõ chút đi. Tôi làm rõ sao? Tôi có gì phải làm rõ ở đây chứ? Diệp Thanh Thanh là vợ tôi, nhưng mà điều này dường như không ảnh hưởng đến sự thật em ấy là em gái của tôi. Đúng không? Có chuyện gì vậy? Sao lại thù địch với anh họ em vậy? Anh ấy là anh vợ của anh đó. Anh không tin tưởng. Cố Minh Sơn à, sao anh lại coi anh họ của em là kẻ thù chứ? Là thâm thù đại hận gì vậy hả? Lưu Chí Văn, anh tự mình giải thích đi. Từ khi nào mà hai người họ lại trở mặt thành thù như vậy? Chuyện này thực ra là... Có chuyện gì? Nói mau. Thực ra chuyện là như thế này. Nắm thóp Cố Thị quả thực dễ như trở bàn tay. Lưu Chí Văn, Cố Minh Sơn, sao lại có cảm giác bị bắt quả tang tại trận thế này? Anh vừa mới nói. Tôi nói đến là Cố gia ở Vân Xuyên. Không phải cậu đâu. Cậu đừng có hiểu lầm nhé. Là tôi. Có chuyện gì vậy? Hệ thống của công ty bị xâm nhập. Bây giờ mọi người loạn hết cả lên rồi. Bên kia nói là cho anh một bài học nhỏ. Trời ạ, chuyện này tổn thất mất bao nhiêu tỷ chứ? Lưu
chị Văn. Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Gì cơ? Anh điên rồi sao? Khi không gây sự với anh ấy làm gì? Không phải là để chờ cho em một đường lui sao? Mềm không được thì chuyển sang cứng. Sớm muộn gì cũng sẽ lấy ngọc bội từ tay cậu ta về. Ngọc bội đã lấy về được rồi thì đó, nhưng mà cầm còn chưa nắm tay thì đã bị Hoa Bỉ Ngạn cho người ướp mất rồi. Sao cơ? To tiếng như vậy làm gì? Anh to tiếng sao? Cố Minh Sơn, không cần phải hẹp hòi như vậy chứ. Không đến nỗi. Có gì mờ ám ở đây? Có chuyện gì? Lưu thiếu gia, máy tính của ngài đột nhiên bị hỏng hết toàn bộ à? Sao cơ? Đáng ghét. Được rồi, ân oán giữa chúng ta nếu đã kết thúc thì tôi có thể mang Thanh Thanh đi rồi phải không? Không được. Cố Minh Sơn, Diệp Thanh Thanh mà ở chung với anh sẽ bị dạy hư mất. Bị tôi dạy hư? Cũng không biết là ai dạy hư ai. Anh im miệng. Em không được phép đi với anh ta. Cố Minh Sơn, anh nghe em nói này. Nghe em nói cái gì? Bây giờ em ra ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm, em không biết à? Như vậy là được rồi phải không? Em đã nói gì với Cố Minh Sơn vậy? Nhanh như vậy đã thả em đi rồi. Đàn ông ấy mà, dễ dàng nắm bắt lắm. Là em nắm bắt anh ta, hay là anh ta nắm bắt em? Nhanh như vậy đã muốn làm Cố phu nhân rồi. Không đánh mà tự khai. Không phải. Em không có. Rồi hiểu rồi mà. Người sáng mắt đều nhìn ra được. Sư phụ chúng ta sẽ không đồng ý đâu. Đúng vậy. Em còn có thêm hai vị sư huynh khác nữa. Bọn họ nhất định sẽ làm khó cậu ta. Anh nói xem, anh ấy có thể chịu được thử thách hay không? Cái này còn phải xem anh ta yêu em đậm sâu đến mức nào. Đừng cau mày nữa. Em mà cau mày sẽ không đẹp nữa đâu. Đi thôi. Vậy chúng ta bây giờ cũng nên đi làm việc chính thôi. Đi. Cô đến rồi à? Mấy hôm nay không gặp được cô. Cô ngày càng xinh đẹp hơn. Bớt nói nhảm đi. Nửa đêm nửa hôm gọi tôi đến đây, tốt nhất là có tình báo quan trọng. Tiểu thư ơi, cái kia, thuốc giải á? Nói nhanh, cô khoan động tay đã, tôi nói đây. Tiểu thư ơi, hãy nhìn bên kia xem. Đó là câu lạc bộ Mạn Châu Sa Hoa, là căn cứ bí mật của tổ chức Hoa Bỉ Ngạn tại Nam Thành này đấy. Câu lạc bộ Mạn Châu Sa Hoa. Náo nhiệt vậy, có thật không? Tất nhiên là thật. Lần trước, tôi đã tận mắt nhìn thấy một người mặc đồ đỏ đang bị thương. Đi vào trong đó, xem quần áo của anh ta thì cấp bậc không có thấp đâu. Cái câu lạc bộ Mạn Châu Sa Hoa này, thật sự là người bình thường không thể vào đó đâu. Phải có quyền lực và địa vị mới được. Chỉ một câu lạc bộ mà cản được Diệp Thanh Thanh tôi sao? Tiểu thư, xin hãy xuất trình thư mời. Anh không biết tôi. Tôi chính là bà cố nội của Cố gia đây. Cái gì? Cô nói cô là bà cố nội của Cố gia. Vậy tôi cũng nói tôi là đại thiếu gia Lưu gia đây. Còn không đi thì chúng tôi báo cảnh sát đấy. Vào đi. Chồng ơi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Anh nói cái gì thế? Anh biết sai rồi, xin lỗi mà. Không phải như vậy từ trước là được rồi sao? Anh có biết câu lạc bộ Mạn Châu Sa Hoa không? Mạn Châu Sa Hoa? Biết. Em hỏi cái này làm cái gì? Câu lạc bộ này cũng ở Nam Thành mấy năm rồi. Sao? Em có hứng thú với nó? Chỉ là có một hôm em đi ngang qua,
nhìn thấy nơi đó thiết kế xa hoa như vậy, nên là muốn vào trong ngắm thử. Kết quả là bị đuổi ra ngoài. Có gì đó không đúng. Chắc chắn 100% là em có vấn đề. Nguyên tắc đầu tiên của đàn ông Diệp gia: vợ yêu nói cái gì thì chính là cái đó, không được phép cãi lại. Dạ vợ. Vợ yêu dạy dỗ rất có đạo lý, cũng khá ổn rồi đó. Nhưng mà em muốn đến Mạn Châu xa hoa thì không dễ dàng đâu. Ngày mai có buổi đấu giá tại đó, bên họ cũng đã phát thiệp mời cho Cố gia rồi. Vốn dĩ anh không quan tâm, nhưng mà vợ yêu của anh hứng thú với nó, thì chúng ta đi vậy. Tuyệt vời. Chồng bà, em đợi anh ngủ nhé. Cô không phải là người lần trước. Mời vào, cô vào đi. Lần này có thể vào được không? Dạ mời cô vào ạ. Vậy câu lạc bộ Mạn Châu xa hoa này rốt cục là có cái gì đặc biệt chứ? Anh cứ tưởng em biết nên mới muốn đến đây. Buổi đấu giá của câu lạc bộ Mạn Châu xa hoa diễn ra 5 năm một lần. Mỗi lần tổ chức đều sẽ có những đồ vô cùng quý hiếm, vì vậy nên rất nổi tiếng. Chào Cố Tổng. Cố Tổng, chào ngài. Xin chào các vị quan khách, buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu. Anh ngồi ở đây đi, em đi vệ sinh một lát. Lẽ nào mình nhìn lầm rồi? Tìm thấy rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Thưa ngài, không có gì, đi thôi. Dọa mình hết cả hồn. Câu lạc bộ này quả nhiên có gì đó bất thường. Mời nhiều vệ sĩ đến vậy, sao mà qua đó được đây? Cô tha mạng cho tôi đi. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Im miệng. Tôi hỏi cô trả lời, đừng có nói nhảm với tôi. Vâng ạ. Lúc nãy cô đã đi tới nơi nào? Còn có thể là nơi nào nữa ạ? Đương nhiên là nơi mà mọi đàn ông đều thích rồi. Chỗ đó mà cũng cần phải canh gác nghiêm ngặt như vậy sao? Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Loại thuốc độc này chỉ có tôi mới có thuốc giải. Nó sẽ không khiến cô mất mạng ngay đâu, mà chỉ khiến cô còn đau đớn hơn cả bỏ mạng. Nói nhanh, tôi không nên nói dối cô. Tôi sẽ nói toàn bộ cho cô nghe. Nói, bên trong là... Nếu cô Diệp muốn biết, sao cô không tự đến hỏi tôi? Sao anh biết tôi ở đây? Một nhân vật lớn như cô Diệp biến mất ở buổi đấu giá, tất nhiên phải phái người đi tìm rồi. Đi theo tôi đi, cô Diệp. Ông chủ muốn gặp cô, chỉ dựa vào các người mà muốn giữ tôi sao? Là con gái, không nên thổ lỗ như vậy. Cô Diệp võ công cao cường, chúng tôi tất nhiên đấu không lại. Nhưng mà cũng không biết Cố Tổng đó có thể đánh được bao nhiêu người nữa. Các người muốn gì? Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Cô Diệp mời. Ông chủ, tôi dẫn người đến rồi đây. Ông chính là thủ lĩnh của bọn họ sao? Gọi tôi đến đây làm gì? Tuổi còn nhỏ, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Không ai nói với con thế nào là lễ phép à? Tất nhiên tôi biết thế nào là lễ phép. Tôi không muốn nói câu xin lỗi với ông đâu. Xem ra con không muốn biết
Tin tức của vợ chồng Diệp ra sao? Cái gì? Quả nhiên là ông biết. Mau nói, ba mẹ tôi còn sống không? Họ không đáng để con như vậy. Tôi không hiểu ý ông. Họ không phải ba mẹ ruột của con đâu. Không thể nào. Ông nói không phải là không phải sao? Đây là báo cáo xét nghiệm huyết thống của con. Con là con gái của ba. Con là con của ba mà. Con đấy. Bị bọn họ tẩy não rồi. Không thể nào. Ông nói dối. Thanh Thanh, ba không có nói dối. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Họ đã mất từ lâu rồi. Con tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đây là Ngô gia. Sau này cũng là nhà của con. Tôi mà tin ông. Đồ lão già xấu xa. Tôi phải rời khỏi đây. Con muốn tin hay không cũng được. Bà khuyên con ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu không thì sao? Nếu không, tính mạng của chồng con khó giữ. Con cũng biết thủ đoạn của thuộc hạ ba rồi đấy. Ông muốn gì? Ba muốn con ngoan ngoãn làm đại tiểu thư của Ngô gia. Thôi kệ đi, cứ nghe ông ấy đi. Nhất định phải điều tra ra thân thế của mình. Alo, Thanh Thanh, em không sao chứ? Em không sao. Giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em. Anh đừng đến, không cần đâu. Bên này em đang có chút việc. Có phải em gặp rắc rối gì không? Hôm qua không thấy em. Anh tìm em cả đêm. Như vậy đi, em ở bên đây có chút việc. Chúng ta sẽ liên lạc lại sau nhé. Tạm biệt anh. Tiểu thư, lão gia muốn cô xuống dưới. Được, tôi biết rồi. Thanh Thanh à, để ba giới thiệu. Đây là mẹ kế của con, Từ Tuyết Cầm. Đây là em gái của con, Ngô Ngọc Mai. Chào mọi người. Sau này Thanh Thanh sẽ là đại tiểu thư của Ngô gia. Cái gì? Ba, con không đồng ý. Chồng ba, nó cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú thôi, cũng không phải họ Ngô. Làm sao có thể leo lên đầu con gái chúng ta được chứ? Con bé không phải là con ngoài giá thú. Nó là con của vợ cũ tôi. Con bé đã mất tích rất nhiều năm rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm lại được nó. Sao ông không nói sớm? Thanh Thanh à, trước đây không phải gì cố ý đâu. Dù sao cũng là phụ nữ mà. Đối với Tiểu Tam luôn luôn. Không nói nữa. Bao nhiêu năm qua con ở ngoài kia chắc là cực khổ lắm. Nhìn con gầy quá đi mà. Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng vậy thế? Con đừng so đo với em con nhé. Em nó bị chiều hư rồi. Không hiểu chuyện gì cả. Nào, ngồi đi. Nào, ăn chút trái cây đi. Sau này cứ coi nơi này là nhà của mình. Loại trà xanh này thật không đơn giản. Nếu tôi thật sự là một kẻ đáng thương, chắc sẽ bị bà tính toán đủ điều mất. Nhưng đáng tiếc, tôi là Diệp Thanh Thanh Dì Tư. Xin lỗi, con vừa đến. Thật sự là vẫn chưa quen. Gọi gì bằng mẹ. Chắc gì không trách con đâu đúng không? Ôi trời, không sao đâu. Gọi gì cũng được hết. Dì Tư thật tốt. À ba, lần trước ba nói muốn làm cho con một buổi tiệc nhận thân. Nếu vậy, để Dì Tư giúp con tổ chức đi. Thật sự con không biết những cái này. Bữa tiệc nhận thân sao? Ba, con không đồng ý.
cô ta chỉ là một đứa con hoang thôi mà, dựa vào cái gì chứ? Con nói bậy. Con đang nghi ngờ. Quyết định của ba sao? Chỉ là một buổi tiệc thôi mà. Hung dữ cái gì chứ? Nói như vậy là bị bà chiều hư rồi đấy. Tôi như vậy cũng vì cũng chỉ có một đứa con gái này thôi. Xin lỗi con nhé, em con nó không hiểu chuyện. Con đừng so đo với nó nhé. Con muốn tổ chức buổi tiệc đó là đang có ý gì? Ba, ba nói gì vậy? Con không hiểu gì cả. Không phải ba muốn con về Ngô gia làm đại tiểu thư sao? Cũng phải để cho người khác biết chứ, không phải sao? Ba thấy thế nào? Con về phòng trước đây. Mẹ, sao mẹ lại giúp cái người phụ nữ đó? Trước đây mẹ dạy con như thế nào? Phải kìm nén cảm xúc, không được để lộ ra ngoài mà. Con nhìn con xem, vừa nhìn là đã thấy hống hách rồi. Làm gì có phong thái một tiểu thư danh giá chứ? Mẹ, mẹ cũng không nhìn xem bản mặt của người phụ nữ đó. Một chút cũng không. Coi chúng ta ra gì? Còn ra lệnh cho mẹ, hệt như ra lệnh cho người hầu vậy đó. Bây giờ thì tốt rồi, còn phải tổ chức cái gì mà? Buổi tiệc nhận thân nữa chứ. Mọi người đều sẽ biết, con không phải là tiểu thư duy nhất của Ngô gia nữa rồi. Mẹ có thể làm gì chứ? Những chuyện ba con quyết định không bao giờ có thể thay đổi được. Ông ấy đã quyết định đứng ra bảo vệ cô gái đó. Mẹ cũng chỉ có thể chiều theo ông ấy. Con cũng phải biết ý của ông ấy chứ. Vậy chúng ta cứ để cho cô ta kiêu ngạo như thế sao? Tất nhiên là không. Mẹ của con tự có cách xử lý. Con đấy, con phải học hỏi nhiều hơn. Mẹ này, lão gia, bữa tiệc gia đình này rất dễ tổ chức. Chỉ là gửi thiệp mời cho những người thân tín là được rồi. Có điều sợ lũ truyền thông lời ra tiếng vào thôi, ảnh hưởng đến công ty thì không tốt lắm. Đừng tưởng rằng tôi không biết tâm tư của bà. Tôi nói thế nào, bà làm theo thế ấy là được. Lão gia, trong lòng đã có tính toán thì tôi yên tâm rồi. Chính là Tiểu Ngọc cứ nháo loạn, làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em, cũng không tốt tí nào. Thanh Thanh là phu nhân của Cố gia, bà nên khuyên Ngọc Mai tiếp cận làm thân đi. Như vậy mới đúng. Ông nói phải. Dẫu sao thì hai đứa nó cũng là chị em ruột. Tôi không phục. Nó dựa vào cái gì mà trở thành phu nhân Cố gia? Lại phát điên nữa. Mẹ, không thể không tổ chức sao? Mấy người bạn kia của con mà biết được là đến cười nhạo con mất. Ba của con lần này đã quyết tâm phải chống lưng cho con nhóc đó. Con không quan tâm. Ngôi nhà này có con thì không có nó. Mẹ, mẹ nghĩ cách giúp con đi. Chỉ là một bữa tiệc gia đình thôi mà. Đến lúc đó mẹ con chúng ta sẽ khiến cho nó bị bẽ mặt. Chờ mà xem. Thật hả mẹ? Mẹ, vậy thì con sẽ gọi hết con cháu thế ra đều đến đây hết, để cô ta không thể sống nổi trong cái giới này. Được đó con gái, nghe theo con hết. Em thật sự muốn ở lại Ngô gia sao? Nơi đó không phải là một nơi tốt đẹp gì. Yên tâm, dựa vào bọn họ sao động vào em nổi. Hơn nữa nơi này thuận tiện cho em điều tra. Được, còn cái bữa tiệc cuối tuần có cần anh hỗ trợ em không? Mấy con cháu thế ra đó, người nào người nấy kiêu ngạo lắm, sợ em bị bắt nạt. Không cần, em lại không phải là người trong giới của bọn họ, dám chọc em, em cho bọn họ đẹp mặt. Được rồi, thì em chú ý một tí nhé. Biết rồi mà. Cũng được nhỉ. Cố Minh Sơn, ngày mai anh có đến không? Sao? Bây giờ mới nhớ ra anh là chồng em hả? Không đến thì thôi.
Đến mà. Anh chắc chắn sẽ đến. Đồ kiều non, chị đây không chỉ được anh chắc. Sau này thành thật một tí nhé. Đại tiểu thư, phu nhân kêu người xuống dưới ạ, nói rằng có chuyện quan trọng muốn dặn dò. Được, tôi biết rồi. Thanh Thanh. Thanh Thanh của dì. Nhanh lại đây nào. Để dì nói con nghe. Buổi tiệc tối mai hầu hết đều là những người thân thiết lâu năm. Con không cần phải quá gò bó. Chỉ là hình như con không hiểu lắm. Làm thế nào giao tiếp với những con cháu thế gia kia tới lúc đó. Để Tiểu Ngọc dạy cho con nhé. Đừng lo lắng quá. Để tôi xem cái bộ dạng quê mùa khi lên sân khấu của cô. Yên tâm đi. Chuyện nhỏ mà. Dì cũng muốn tốt cho con thôi mà. Có một số người không dễ chọc đâu. Cẩn thận làm sai đấy. Con tự có tính toán riêng. Vậy dì không nói nhiều nữa. Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Mẹ, xong việc rồi. Tối mai bảo đảm sẽ khiến cô ta xấu mặt. Diệp Thanh Thanh ơi Diệp Thanh Thanh, muốn bước chân vào Ngô gia không có cửa đâu. Thanh Thanh, để ba giới thiệu cho con những người bạn này. Thưa các vị, đây chính là con gái lớn của tôi, Diệp Thanh Thanh. Diệp tiểu thư đúng là quốc sắc thiên hương. Chi bằng cùng con trai tôi kết duyên đi. Cậu nói muộn rồi. Con gái lớn của tôi đã là hoa có chủ từ lâu rồi. Không biết là thiếu gia nhà nào mà may mắn như vậy. Là cố tổng của cố gia, cố Minh Sơn. Không biết hôm nay cố tổng có đến không vậy. Minh Sơn đã hứa với tôi hôm nay anh ấy sẽ đến. Không may hôm nay có cuộc họp, chắc là sẽ đến muộn một chút. Người nào đó chắc không phải đang khoác lác đấy chứ. Cô đã về nhà mấy ngày rồi. Cố tổng kia một lần cũng chưa đến. Tình cảm giữa hai người chắc sớm đã không ổn rồi đúng không? Sao tôi lại không biết tình cảm của chúng tôi có vấn đề thế? Vợ à, em không cần anh nữa sao? E rằng có một số người ăn không được nho thì chê nho chua. Đừng có gây sự. Câm miệng cho ba. Con ăn nói kiểu gì thế? Đây là chị ruột của con đấy. Về nhà tấm túc một tuần cho ba. Quỳ xuống. Ba à, mau quỳ xuống cho ba. Con có biết con đã làm gì sai không? Ba, sau khi có Diệp Thanh Thanh thì ba không thương con nữa. Con có còn là con của ba không? Con đừng có đánh trống lảng. Vốn dĩ Thanh Thanh có giá trị lợi dụng. Con cứ làm bừa mấy việc thế này. Ba hy vọng con sau này cách xa Thanh Thanh, càng xa càng tốt. Có biết chưa? Vâng ạ. Em nói đi, mấy ngày nay có chuyện gì thế? Cố Minh Sơn, lúc trước khi anh biết thân thế của bản thân, anh có cảm giác gì thế? Ban đầu thì rất khó chấp nhận, nhưng sau đó cũng dần buông bỏ. Dù sao đều là người trưởng thành cả rồi, sao cứ phải băn khoăn nhiều thế? Vậy sao? Thanh Thanh, lúc em không vui cũng có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Con yên tâm. Ngọc Mai, ba đã cảnh cáo nó rồi. Sau này con chính là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Ngô gia rồi. Ông nhận tôi về là có mục đích gì?
bà nhận con gái của mình về. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? Có một vài chuyện đối với con mà nói thì không có gì đáng ngại. Con và Cố Minh Sơn là kết hôn giả mà. Con chỉ cần ở nhà họ Cố làm gián điệp, trộm một vài thông tin, dựa vào kỹ năng của con thì dễ như trở bàn tay. Cố thì sao? Ông nằm mơ đi. Con và Cố Minh Sơn chỉ mới kết hôn hơn một tháng thôi. Chẳng lẽ tình cảm đã sâu nặng rồi sao? Là Cố Minh Sơn quan trọng, hay là sư phụ và các huynh đệ, những người đã ở cùng với con mười mấy năm, quan trọng hơn hả? Yêu ông là sao? Con là con gái của ba. Ba không có cách nào đối phó với con. Nhưng mà lũ người ngoài đó thì ba có thể không chút do dự mà xuống tay với họ. Võ công của con rất cao cường, rất nhiều người không thể đối phó với con. Nhưng mà đám sư huynh sư đệ của con phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại thì không chắc đâu. Mấy người này kỹ thuật xâm nhập thông tin không tệ, nhưng mà võ công thì không giỏi đâu. Đủ rồi, tôi sẽ làm theo lời ông nói. Vậy mới đúng là con gái của ba chứ. Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Bất ngờ lắm. Anh vui sắp xỉu luôn rồi. Được rồi, mau đến thử món em đích thân làm đi. Tay nghề của Thanh Thanh nhà chúng ta rất tốt. Món này vừa nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi. Đây là lần đầu tiên em nấu ăn. Mặc dù nhìn có hơi xấu, nhưng mà mùi vị chắc chắn không tệ đâu. Tin em. Được, vợ anh làm nhất định rất ngon. Để anh nếm thử. Cố Minh Sơn, không ngờ nhiều năm như vậy mà tay nghề nấu ăn của mình vẫn tuyệt vời như vậy. Thanh Thanh đã về rồi sao? Nghe nói con đã đi gặp Cố Tổng. Sao lại không thấy con về cùng với hắn vậy? Anh ấy không rảnh. Thanh Thanh à, Tiểu Ngọc còn nhỏ, trước đây là do con bé không hiểu chuyện. Con làm chị gái mà, đừng chấp con bé làm gì. Dù sao cũng là người một nhà mà. Cô ta còn nhỏ sao? Đã tốt nghiệp đại học rồi. Nhanh chóng tìm một lớp để học đi. Ở nhà rảnh rỗi cả ngày. Ý cô là sao? Cô mới rảnh rỗi đó. Được rồi, hai đứa tụi con ngày mai hãy đến công ty của ba mà làm việc. Tôi sao cũng được. Dù sao thì tôi cũng không biết gì cả, thì có cái gì đâu. Hai đứa trước tiên hãy bắt đầu từ vị trí thực tập sinh. Con không thèm làm thực tập sinh đâu. Ít nhất thì con cũng phải là một giám đốc bộ phận chứ. Con không muốn đi làm, vậy thì con sẽ tiếp tục bị cấm túc nhé. Được rồi, đều tại cô đó, đợi đó cho tôi. Thanh Thanh, người của Thanh Y Đường đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Chỉ cần Hoa Bỉ Ngạn dám động thủ, anh sẽ khiến cho hắn một đi không trở lại trong nháy mắt. Đây là virus máy tính mà em cần. Nói cảm ơn đi chứ. Cảm ơn sư huynh. Xem những gì em nói kìa. Bọn anh và sư phụ đều là người thân nhất của em. Chỉ cần em nói một câu, bọn anh sẽ hết lòng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ngô Thái, ông đe dọa tôi. Chúng ta cùng chờ xem. Tập đoàn Ngô Thị, giám đốc Kiều, thực tập sinh hôm nay rốt cuộc có bối cảnh như thế nào vậy? Lại còn cần anh phải đích thân đến đó nữa. Nghe nói là con gái của Ngô Tổng
có đúng vậy không? Đúng vậy đó. Nhìn xem, tôi đối xử với các cô tốt như thế nào. Lát nữa, nhớ biểu hiện tốt vào đó, ở trước mặt Ngô tiểu thư, thể hiện bản thân. Sau này. Vâng ạ, loại chuyện tốt như vậy, anh đều nhớ đến chúng tôi, sau này chúng tôi, cái gì cũng nghe anh hết. Đây nhất định là cô con gái của Ngô tổng rồi. Cô, đỗ xe lại giúp tôi. Vâng, vâng ạ. Nào cô Ngô, mời đi bên này ạ. Loại xe này, sao có thể đậu trước cửa công ty của chúng tôi chứ? Còn không mau chạy đi đi. Cô nói chuyện với tôi sao? Tôi không nói với cô. Thì chẳng lẽ đang nói với ma sao? Được thôi. Tôi là người mới đến. Không biết. Cô cũng là thực tập sinh mới đến sao? Được rồi, nhanh chóng đem xe đi đi. Sau đó mua thêm 30 cốc cà phê đem lên nhé. Mua cà phê sao? Đúng đó, cô là một thực tập sinh. Kêu cô chạy việc vặt thì có gì sai à? Còn không mau đi đi. Được thôi. Dám. Giám đốc Kiều. Đúng ạ. Ba tôi nói rồi, bảo tôi ở công ty khiêm tốn một chút. Anh đó cứ đối xử với tôi bình thường thôi. Phim được dịch Thuyết Minh. Vâng, vâng ạ. Phim châu Á. Có cà phê rồi. Tập đoàn Ngô Thị. Sao lại là cà phê đóng chai? Ở tầng dưới có quán nước nàng tiên cá. Cô không thấy à? Cô đâu có nói với tôi là mua cà phê ở đâu. Hơn nữa mua nhiều cà phê như vậy, đợi mua về, tôi sẽ trễ giờ làm mất. Sao nào? Tôi đi trễ là do cô đấy. Cô, bỏ đi. Lần sau tinh tế hơn chút đi. 240 tệ. Trả tiền đây. Không phải cô đã đồng ý mời mọi người uống nước sao? Sao giờ lại đòi tiền? Tôi đã nói với cô sẽ mời mọi người cà phê khi nào hả? Tôi còn chưa tính với cô phí sai vặt đó. Cô có hiểu quy tắc không vậy? Người mới đến, mời mọi người uống cà phê là điều cơ bản. Sao nào, vẫn muốn đòi tiền à? Vậy thôi không uống nữa. Sao tôi lại không biết công ty có điều cơ bản này vậy? Công khai đi bắt nạt người khác. Tôi bắt nạt cô thì sao? Cô chỉ là thực tập sinh mà thôi. Nếu cô làm không tốt thì đợi bị đuổi đi. Không phải cô ta cũng là thực tập sinh sao? Sao không bắt cô ta đi mua cà phê? Cô ta là thiên kim của Ngô tổng. Cô có gì mà đòi so với cô ta? Biết điều thì mau cút đi. Tôi không đi đó. Thì làm sao? Cô ta nói muốn cô mời mọi người uống cà phê. Cái gì? Sao cô dám làm vậy? Không phải do cô nói sao? Nhân viên mới đến công ty đều phải đi mua cà phê. Chuyện này là điều cơ bản mà. Mấy người đang nói về điều cơ bản nào vậy? Sao tôi lại không biết? Con vừa đến tầng dưới công ty lại bị bắt đi mua cà phê. Nói là nhân viên mới đến công ty đều phải đi mua cà phê. Có chuyện này sao? Không, không có. Đều là do một mình cô ta làm. Những nhân viên khác vẫn rất thân thiện. Cậu đi xử lý đi. Tôi hy vọng sau này công ty sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Dạ vâng ạ. Cô bị đuổi việc, mau cút đi. Giám đốc Kiều, bỏ qua cho tôi đi mà. Tôi còn phải lo cho người nhà, tôi không thể mất công việc này được. Biến đi. Sớm biết có chuyện này, lúc đầu đã không làm thế rồi. Cô nói xem, có phải không? Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Sao cô không đưa cho cô ấy? Cô có biết họ của công ty là gì không? Họ Ngô. Cô biết là tốt. Cô ấy cùng họ với công ty. Còn cô họ gì? Vậy thì tôi thật sự không cùng họ rồi. Vậy là được rồi. Mau làm đi, không làm xong thì không được về. Mau làm đi. Không làm xong, không được về. Đây là công việc của cô, đâu phải của tôi. Tôi làm. Tôi làm cũng được. Cô bị điên à? Dám đối xử với thiên kim của Ngô tổng như vậy. Nói nhỏ thôi, điếc tai quá.
cô đúng là không biết trời cao đất dày. Đắc tội với thiên kim của Ngô Tổng, để tôi xem cô sống sót ở công ty bằng cách nào đây. Tôi có thể ở lại công ty hay không? Ngô Ngọc Mai, cô ta đâu phải người quyết định. Cô, sao cô lại dám gọi thẳng tên của cô Ngô hả? Tôi không những dám gọi thẳng tên của cô ta, mà tôi còn dám đánh cô ta nữa. Cô dám? Dù ba tôi có chiều cô cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cô có tin không? Cô có tin tôi, tin hay không thì sao? Sau này những gì cô ta không làm, tôi cũng không làm. Cái cô Diệp Thanh Thanh này lại kiêu ngạo như vậy, ngay cả cô Ngô cũng không làm gì được. Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Không phải cô Ngô nói Ngô Tổng rất yêu thương cô ta sao? Chắc không phải là người tình chứ? Cậu chuẩn bị đi. Gọi cho bộ phận tiếp thị lên họp. Vâng thưa Ngô Tổng. Làm mình hết hồn, suýt nữa bị phát hiện. Xong rồi, hy vọng virus của sư huynh có thể dùng được. Cậu nghe tin gì chưa? Tình nhân của Ngô Tổng đang ở trong công ty đó. Tin thật hay tin giả vậy? Tin này, tôi chỉ nói với cậu thôi đó. Không phải công ty chúng ta mới nhận hai thực tập sinh sao? Trong đó có một người rất tự cao tự đại. Ngay cả thiên kim của Ngô Tổng, cô ta còn dám mắng bọn họ là đang nói mình sao? Thật không ngờ Tiểu Tam bây giờ đều trơ trẽn như vậy sao? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Về rồi à? Phim châu Á. Hôm nay đi làm thế nào? Đừng nói nữa, con mệt lắm rồi. Con ráng nhịn đi. Cái con nhỏ đó vẫn còn ở công ty. Nếu con không đi làm, ba con đưa công ty giao cho nó thì phải làm sao? Con biết rồi. Sao vậy? Mới đi làm có một ngày đã không chịu nổi sao? Con đã làm việc rất chăm chỉ, không như ai kia làm được nửa ngày lại trốn đi đâu mất. Chuyện gì vậy? Chị Thanh Thanh tính tình nóng nảy, chị ta đem hết công việc của mình đẩy qua cho con, sau đó chạy đi đâu mất. Con còn dám về nhà, bảo con đi làm, con lại bỏ đi đâu thế? Vậy con phải hỏi những nhân viên hay Su Nịnh và phân biệt đối xử ở công ty của ông rồi. Có chuyện gì vậy? Dù sao cái công việc rách này, ai thích làm thì làm, tôi không thèm làm nữa. Ngày mai mở cuộc họp, ba sẽ giải thích rõ ràng với mọi người nhé. Hay là thôi đi, càng giải thích càng thấy rối. Tốt quá rồi, cô ta không đi làm, vậy thì con cũng không đi nữa, làm như vậy sao được chứ? Tin đồn cũng đâu có ảnh hưởng đến cô. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con làm loạn cái gì vậy hả? Người nên đi làm thì vẫn phải đi làm. Thôi đừng ầm ý nữa, đừng ầm ý nữa mà. Sinh nhật của Tiểu Ngọc sắp đến rồi. Năm nay không phải là một năm đặc biệt gì. Chi bằng gọi một vài bạn bè thân thiết cùng nhau đến đây để góp vui nhé. Được không? Được rồi, bà sắp xếp một chút là được rồi. Thanh Thanh à, gọi cả Cố Tổng cùng đến nhé. Đều là người trẻ tuổi, càng đông càng vui. Bà già xấu tính này vừa nhìn đã biết không có ý tốt gì. Được thôi, tôi trái lại muốn xem
mấy người đang bày trò gì? Mẹ à, sinh nhật của con, mẹ gọi bọn họ đến làm gì? Nhìn thôi đã khó chịu. Thế nào rồi, em mà ra tay? Đương nhiên mọi thứ đều thuận lợi rồi. Em đang làm cái gì đó? Do em hết hồn. Em làm anh bất tỉnh. Chỉ vì tại cái này thôi sao? Em cũng không ngờ anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa em cũng đâu có ép anh ăn đâu chứ. Có phải em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Thôi bỏ đi. Nói cho anh biết là được chứ gì. Cái ông già ngô thái đó muốn em đến công ty anh trộm tài liệu. Nhưng mà em hứa, em tuyệt đối không có làm như vậy. Em chỉ giả vờ thế thôi. Tất nhiên là anh tin vợ của mình. Nhưng mà mấy chuyện này chúng ta phải tính tới lâu dài. Vợ thật giỏi. Đó là đương nhiên. Em đây chính là người mà cả thiên hạ cũng không có đối thủ. Diệp, Thanh, Thanh. Vậy thì bước tiếp theo của kế hoạch là... Yên tâm đi, giao cho em. Đại tiểu thư, ông chủ mời cô đến thư phòng. Được. Cắn câu rồi. Thế nào? Lấy được rồi sao? Không có nhanh như vậy. Bà nhớ là con đã đến công ty của Cố Minh Sơn mà vẫn chưa lấy được sao? Tôi... Thanh Thanh à, con phải hiểu. Ba và con mới là người thân ruột thịt, chảy cùng dòng máu. Tôi không thèm có loại người thân như ông đâu. Chỉ cần ba nắm được Cố Thị trong tay thì con muốn loại đàn ông nào mà không có chứ. Trên đời này mấy cái tình yêu vớ vẩn đó đều là đồ bỏ đi hết. Tôi sẽ không bị ông tẩy não đâu. Tôi sẽ lấy cho ông nhanh nhất có thể. Đây mới là con gái của ba chứ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Người đẹp, làm quen một chút nhé. Tránh ra. Cái tính nét này tôi rất thích. Ai đó làm hỏng chuyện tốt của tôi. Không biết tôi là ai sao, còn dám trêu chọc vợ tôi nữa. Tôi quan tâm cậu là ai làm cái gì. Cậu có biết tôi là ai không? Vương thiếu gia à? Không sao chứ. Tôi có cách xử lý cô ta. Chị Thanh Thanh à, trước đây là em không hiểu chuyện. Em luôn cho rằng mình là con một. Rồi bỗng dưng xuất hiện một cô chị gái, ai cũng sẽ khó chịu thôi. Cảm ơn, đúng lúc đang khát. Không đúng, ly sâm banh này bị bỏ thuốc rồi. Chị ơi, hôm nay là sinh nhật em. Mọi người đã tặng em rất nhiều quà. Chị cùng em đi, bó quà nhé. Được thôi. Vậy thì đi xem cô ta đang có âm mưu gì đây. Vòng cổ của em đâu mất rồi? Thiệt tình. Chị ơi, em ra ngoài tìm vòng cổ. Chị đợi em chút nhé. Chóng mặt quá đi. Người đẹp à, tôi đến đây. Sao cô lại không bị gì vậy? Sao tôi lại không bị gì à? Con đàn bà ngô ngọc mai đó không phải đã chút thuốc cô rồi sao? Chỉ với chút thuốc đó chưa đủ cho tôi chơi đâu. Cô đừng có qua đây. Cô muốn làm cái gì? Anh đến không đúng lúc nhỉ. Mau trông chừng vợ cậu đi. Tôi là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thị. Đắc tội với tôi, tôi sẽ làm cả nhà anh phá sản. Làm ơn đi, anh làm rõ chút đi được không?
anh ấy là chồng của tôi. Sao có thể giúp anh được chứ? Sao em lại đích thân ra tay chứ? Làm cục cưng nhà chúng ta, bị mệt thì sao đây? Còn về Vương Thị, trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi. Anh cũng nghiện làm chủ tịch bá đạo rồi à? Lại còn trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi. Sao nào? Tâm trạng có tốt hơn chút nào chưa? Không đến nỗi phá sản thật. Nhưng mà chấm dứt mọi hợp tác với Vương Thị ở Nam Thành. Phim được dịch thì Cố Thị của anh vẫn làm được. Gì cơ? Cố Thị sao? Nói dễ nghe một chút, cậu là Vương thiếu gia. Còn nói khó nghe một chút, cậu chẳng qua chỉ là một thằng báo đời của Vương Thị thôi, không riêng gì cậu đâu. Tôi xin lỗi mà, tôi là thằng khốn. Là Ngô Ngọc Mai, là con ả đó đã dụ dỗ tôi. Là cô ta kêu tôi chuốc thuốc. Là cô ta chuốc thuốc sao? Thanh Thanh à, em không sao chứ? Đáng ghét, sao em có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vẫn là cái lực quen thuộc này. Anh yên tâm rồi. Xin lỗi nhé, em quên phải nhẹ tay. Không sao, anh quen rồi. Vương thiếu gia, Cố Tổng, dù anh có tức giận đến đâu cũng không được đánh người chứ. Suy cho cùng, cũng không phải một mình anh ta gây ra chuyện mà. Là do con đàn bà độc ác này đó, tất cả là do cô ta làm. Cầu xin hai người tha cho tôi đi mà, sao cô lại không bị gì vậy? Tôi không gặp chuyện gì. Có vẻ như cô rất thất vọng nhỉ. Sao có thể chứ? Buông tôi ra. Cô hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi. Tôi vốn dĩ đã định bỏ qua cho cô rồi, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cô lẽ ra phải lường trước hậu quả. Cô cho tôi ăn cái gì đó. Em dự định làm gì thế? Dùng đạo của người để trị người mà thôi. Không phải họ rất thích ngủ cùng nhau sao? Giúp người làm việc tốt. Thanh Thanh nhà chúng ta thật sự rất hiểu lòng người nha. Còn phải nói, anh làm gì vậy? Chuyện của ngày hôm nay đã giúp anh hiểu ra một đạo lý. Đạo lý gì vậy? Đó chính là anh không thể để em rời khỏi tầm mắt của mình một giây phút nào. Tiểu Ngọc đâu? Mọi người đang đợi con bé ra cắt bánh. Con bé đi đâu rồi? Con không thấy. Con bé này cũng thật là. Nhưng hình như cô ấy muốn đi lên phòng mở quà rồi. Vậy sao? Để dì lên xem nó thử. Con bé này cũng thật là. Đi đâu rồi chứ? Thật khủng khiếp. Con và thằng nhóc Vương gia, xảy ra chuyện gì? Là chị ta hại con. Ba, ba phải làm chủ cho con. Con bị chị ta bỏ thuốc. Bản thân mình là con gái, thế nào là đức hạnh cô cũng không biết sao? Bỏ thuốc ư? Ai mà không biết làm. Có qua có lại. Ba, đừng tin chị ta. Nếu con đã bỏ thuốc cho chị ta thì tại sao chị ta lại không bị gì hết? Bộ cô nghĩ ai cũng giống như cô, là đồ vô dụng sao? Ngô gia các người, tôi không thể ở lại được. Đều là tại con gái ngoan của ông đó. Ông nhìn đi. Đủ rồi. Thật là mất mặt mà. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho hai người ra nước ngoài. Không có sự cho phép của tôi, không được quay về. Lão gia, ông không thể làm thế. Em cứ như vậy rời khỏi Ngô gia, thật sự không có vấn đề gì sao? Không sao. Em đã muốn rời khỏi đó từ lâu rồi. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, chỉ cần ngày nào Ngô Thái chưa có được thứ ông ấy muốn thì nhất định sẽ gọi em quay về thôi. Vậy xem ra tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của vợ yêu rồi. Tất nhiên rồi. Ngoan, anh đi lấy ít đồ ăn cho người vợ thông minh giỏi giang của anh đi. Ở Ngô gia lâu như vậy, em đói quá đi mất. Tuân lệnh, nữ vương đại nhân. Kỳ lạ thật, gần đây mình đâu có làm gì, sao lại đau lưng thế nhỉ? Cháo cá đây, tốt cho sức khỏe. Em sao vậy? Lên giường nằm nghỉ chút nhé.
Bác sĩ Trần, lập tức đến nhà tôi một chuyến. Sao rồi? Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại buồn nôn chứ? Không sao cả, chẳng qua là do mang thai. Anh còn cho cô ấy ăn cháo cá. Mang thai sao? Mang thai hả? Anh chắc chứ? Tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, còn nhầm được sao? Hai người vẫn nên đến bệnh viện một chuyến, kiểm tra lại lần nữa. Anh sắp được làm ba rồi. Sao vậy? Chỉ là em lo lắng. Đứa bé này đến không đúng lúc. Yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt hai mẹ con. Thanh Thanh, con còn nhớ những gì ba nói không? Đương nhiên là tôi nhớ. Từ trước tới giờ, ba không phải là người nhẫn nại đâu. Lần này, mũi tên bắn vào cái ghế đó. Nhưng lần sau, tôi đã lấy được thứ mà ông muốn rồi. Nhưng mà, tôi muốn làm một giao dịch với ông. Nếu không tôi sẽ không đưa đồ cho ông đâu. Không hổ là con gái của ba. Gan cũng to như vậy, con muốn gì đây? Tôi muốn ông nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Còn nữa, sau này không được làm phiền cuộc sống của tôi. Được thôi, 12 giờ, trưa thứ bảy, gặp nhau ở ngọn núi phía tây ngoại thành. Con à, mẹ rất nhanh sẽ giải quyết tốt những chuyện này, để con sinh ra trong bình yên. Mẹ hứa đấy. Con đúng là con gái ngoan của ba. Thứ mà ba muốn, con nhanh như vậy đã tìm được cho ba rồi. Đi thôi, có thể ra tay với Cố gia rồi. Vâng ạ, lão gia. Bây giờ có thể nói cho tôi biết chân tướng sự việc năm đó chưa? Con đúng thật là con gái của ba. Sau khi mẹ con biết ba là thủ lĩnh của Hoa Bỉ Ngạn, đã mang con chạy đi tái hôn với người khác. Sau đó ba tìm ra bà ấy, người đã phản bội ba. Chỉ có một kết cục mà thôi, đó chính là bỏ mạng. Sao có thể như vậy chứ? Vốn dĩ ba chỉ muốn lấy mạng tên họ Diệp kia, nhưng người phụ nữ thối tha đó chính là mẹ của con. Bà ta muốn lấy mạng ba. Thì ra ông chính là hung thủ. Ông đã hủy hoại gia đình tôi. Đó không phải là gia đình của con. Con là con gái của ba. Tôi không phải con gái của ông. Tôi không có một người ba máu lạnh tuyệt tình như ông. Dù con có thừa nhận hay không, mối quan hệ huyết thống giữa chúng ta là không thể chối cãi. Lão gia, ông xem, con lừa ba sao? Con dám lừa cả ba ruột của mình sao? Alo, ai đó? Ngô Tổng, không ổn rồi. Máy tính của công ty đã bị virus tấn công. Tất cả thông tin đều bị lộ rồi. Các người đều là lũ ngu ngốc hả? Lập tức giải quyết cho tôi. Lão gia, bữa tiệc virus mà sư huynh của tôi mời ông, có thú vị không hả? Chuyện này là do con làm đúng không? Đúng đấy, tôi lên kế hoạch rất lâu rồi. Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông đấy. Thế nào hả, Ngô Tổng? Không phải, công ty của ông sắp phá sản rồi, vẫn nên gọi ông là lão già thì hay hơn. Đồ bất hiếu, con không sợ rằng sư huynh sư đệ của con xảy ra chuyện sao? Im đi, chẳng phải là ông cũng chỉ dựa vào lũ thuộc hạ đó sao? Ông thử gọi điện thoại xem, còn liên hệ được với họ không? Đều do con làm sao? Tôi không làm gì cả, chỉ là hạ chút thuốc cho nội gián của ông mà thôi. Còn nữa,